thanh của những cái cặp loa như thế này thì ngày hôm nay các bác tiếp tục về ủng hộ bên trung tâm, thì Eldochin chân thành cảm ơn bác trên video và chắc cũng thu hẹp cái video ở đây để các bác được thu xếp và các bác về sớm hơn. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị anh chị xin hãy liên hệ với trung tâm theo cái số điện thoại hoặc đến với trung tâm để nghe và trải nghiệm thực tế xem những cái sản phẩm mà bên trung tâm của tiểu được đang sở hữu. Thank you.